Trước khi vào video thì mình thông báo là mình đã có một cái đường link donate để những bạn nào thấy kênh của mình hay, bổ ích và dư giả về tài chính, muốn ủng hộ mình thì các bạn có thể donate theo đường link ở phía dưới nhá. Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Chả là mấy hôm trước mình có xem cái video ở trên kênh anh Thái Công TV và cũng có khá nhiều bạn gửi cho mình cái đoạn video đó là cái việc là anh Thái Công xịt nước hoa vào khăn lạnh. Thì các bạn cũng có nói mình là các bạn kinh doanh cái mảng nhà hàng, mảng khách sạn 5 sao, thì sọt sủng các thứ, thì các bạn hỏi rằng là cái việc xịt nước hoa như vậy thì nó mang lại những cái lợi ích gì và liệu nó có những cái mặt hại gì không. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về cái vấn đề này, tại vì mình thấy rằng là cái vấn đề này có hai cái luồng ý kiến tranh luận khá là trái chiều. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Đầu tiên phải nói rằng là kênh YouTube của anh Thái Công và anh Huy là một trong những cái kênh YouTube nói về cái mảng xây dựng, mảng thiết kế tư vấn nội thất mà mình đã theo dõi từ khá là lâu, có thể là nói rằng là từ những ngày đầu tiên. Và mình thấy rằng là kênh YouTube đấy nó mang đến cho mình rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích về cái phong cách, cái lối sống của những người giàu có và biết nhiều hơn về cả mảng nội thất này, rồi mảng thiết kế, rồi đến những cái vật dụng như là kiểu nến đủng này, rồi tinh dầu. Và gần đây nhất thì anh cũng có khoe về cái việc là anh ấy sử dụng nước hoa, những chai nước hoa mà anh ấy yêu thích. Thì trong cái video anh giới thiệu cái căn bếp của anh ấy thì mình thấy rằng là anh ấy có nói đến cái việc là anh có một cái khay gỗ để giấy ướt, để khăn ướt. Và trước khi khách đến thì anh ấy, nếu mà là khách nữ thì anh sẽ lựa chọn ra một cái mùi nữ, và nếu như khách nam thì anh sẽ lựa chọn ra cái mùi nam để xịt vào cái khăn ướt đấy. Thì hai cái sản phẩm này đều là hai cái sản phẩm của nhà Tom Ford, một chai đó là Lord Cherry và một chai nữa là Mariano gì đấy, thì mình không nhớ tên lắm. Thì anh ấy nói rằng là khi mà khách đến chơi thì sẽ, nếu mà khách nữ thì sẽ xịt cái mùi Lord Cherry đấy ra để cho khách nữ có thể lau tay, và cái mùi thơm như vậy nó mang đến một cái vai rất là sang trọng. Và anh ấy cũng có nói trong cái video là liệu này có làm hơi quá hay không. Thì sau đó mình có đọc ở dưới bình luận ở phía dưới ấy, thì có rất là nhiều bạn nói về cái việc có hai cái luồng ý kiến. Đó là một bên thì nói về là xịt như vậy thì rất là sang chảnh, thể hiện sự đẳng cấp, đúng là người có tiền xịt cái nước hoa Tom Ford vào cái khăn lạnh. Một bên thì nói rằng là xịt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến tay, ảnh hưởng đến giác quan, đến cái vị giác nếu như trải nghiệm đồ ăn, hay là gây kích ứng da các thứ. Thì mình sẽ phân tích theo những cái khía cạnh mà mình nhìn thấy ở trong cái video đó. Ở trong cái video của anh Thái Công ấy thì mình đã phải xem rất là nhiều lần, và anh còn nói rằng là khi mà khách đến thì anh sẽ đưa cái khăn lạnh này ra để khách lau tay ngay ở cửa, hoặc là anh ấy sẽ đưa khăn lạnh này ra sau khi ăn. Nên là cái việc xịt nước hoa của anh Thái Công lên cái khăn lạnh này thì mình nghĩ rằng là ngoài cái việc nó mang lại một cái mùi hương rất là sang, rất là thơm, thì họ còn thể hiện được là cái sự đẳng cấp của họ. Còn về những cái mặt như kiểu hai bên, như kiểu mình đọc một cái luồng ý kiến đó là nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến da, hay là kiểu chẳng may lau lên mặt thì nó có ảnh hưởng gì đến mặt không. Nhưng mình nghĩ là với những cái khách hàng, với những cái khách của anh Thái Công thì họ biết được là cái khăn đấy để sử dụng để làm gì, chứ không phải là như một số bạn thì sử dụng cái khăn đấy để lau lên mặt hay là lau cả vào cổ cái thứ. Thì cái vấn đề đấy thì mình sẽ nói trong trường hợp thứ hai. Nên là với cái trường hợp ở trong cái video anh Thái Công nói thì mình nghĩ là cái việc xịt nước hoa như vậy thì nó không vấn đề gì cả. Và đặc biệt là người ta rất là nhiều tiền thì người ta đầu tư một hai chai nước hoa như ở Tom Ford, phủ các thứ, kể cả Rosa dùng, họ xịt lên đấy cũng chả làm sao cả, tại vì họ sống trong một cái ngôi nhà rất là đẹp, rất là giờ nhiều tiền. Nên là cái việc họ mang lại cho họ một cái vai sang trọng, một cái vai kiểu super luxury, nên là cái mình thấy rằng là cái vấn đề đấy thì nó cũng chả ảnh hưởng gì cả, nó chỉ gọi là quá đẳng cấp và mình thấy rằng là hơi kiểu muốn kiểu show off đó thôi. Nên là trên cái cách xịt của anh Thái Công vào cái khăn lạnh đấy để cho khách thì mình nghĩ là nó không vấn đề gì cả. Còn đối với trường hợp mà khách hàng của bạn thực sự không hiểu được cái mục đích của cái khăn lạnh đấy để làm gì, ví dụ như kiểu là mình có đi đến những cái khu nghỉ dưỡng của Vinpearl những thứ, thì các bạn luôn luôn được chào đón bằng cái việc là người ta sẽ bê một cái đồ uống gì ra, hoặc là bê vào một cái khay khăn lạnh đấy để các bạn sử dụng. Thì mình thấy là người Việt Nam nhà mình thì có rất là nhiều bạn hay là các cô chú sử dụng khăn lạnh đấy để lau mặt này, lau cổ. Thì khi mà các bạn xịt cái nước hoa lên cái khăn lạnh đó
thì các bạn sẽ nhận lại được những cái hiệu ứng như sau. Thứ nhất là có thể cái mùi hương mà các bạn xịt nó không phù hợp, nó không hợp mũi với người sử dụng. Thì tất nhiên là cái vấn đề này thì người ta khi mà người ta ngửi thì người ta có thể sử dụng hoặc là người ta không sử dụng. Cái thứ hai, nếu như cái mùi hương đấy nó ok thì khi các bạn xịt lên này thì các bạn biết là trong nước hoa nó có tinh dầu, cồn và những chất phụ gia khác, và chủ yếu phần lớn là cồn. Nên là khi các bạn xịt lên cái khăn lạnh đó mà các bạn mà chẳng may khách của các bạn lau lên mặt thì sẽ có một phần nào đó cái cồn nó sẽ tiếp xúc với da, và cái da mặt là một cái khu mà khá là nhạy cảm, và chẳng may nó có thể là bị kích ứng. Tất nhiên là không phải mà 10 người đều bị kích ứng, có người bị có người không, nhưng mà với cái mình nghĩ là với cái việc kinh doanh để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho người sử dụng, cho khách hàng, thì mình nghĩ là cái việc xịt lên khăn lạnh như vậy mà các bạn không nhắc nhở khách là không được lau lên mặt thì mình nghĩ là khi mà lau lên mặt nó sẽ có những cái ảnh hưởng không tốt. Và có một cái trường hợp nữa, đó là mình hỏi người yêu mình, tại vì người yêu mình thì có một thời gian sống ở nước ngoài, mình hỏi là nếu như em đi ăn ở những cái quán nó 5 sao các thứ thì cái việc người ta sử dụng khăn lạnh như nào, thì người yêu mình có nói với là ở đó thì mỗi khi ăn hết một món thì họ sẽ bê ra cái khăn lạnh để các bạn có thể rửa tay, tại vì đối với những món khác nhau thì các bạn sẽ sử dụng những cái phương pháp ăn khác nhau, có thể là ăn bằng tay, có thể là ăn bằng đũa, vân vân và vân vân, hoặc là nhiều nơi họ có thể là mang nước ra để cho các bạn rửa tay. Nhưng mà với cái khăn lạnh đấy thì nếu như các bạn xịt cồn vào mà các bạn cho người ta sử dụng, và xịt cái nước hoa vào ấy để cho người ta sử dụng ấy, thì khi mà người ta lau tay xong thì cái mùi hương của nước hoa nó sẽ, cái mùi thơm của nước hoa nó sẽ dính lên tay của bạn, và khi các bạn ăn vào thì các bạn sẽ không cảm nhận được cái vị của đồ ăn nữa, thì nó sẽ làm ảnh hưởng, mình nghĩ rằng là khá là nhiều đến cái việc thưởng thức món ăn. Nên là nếu như bạn nào cũng đang làm cái mảng nhà hàng mà các bạn đang nghĩ rằng là để tạo ra một cái vai kiểu sang trọng, kiểu đẳng cấp, và các bạn xịt nước hoa vào những cái khăn lạnh để đưa cho khách trong quá trình ăn uống, thì mình nghĩ là cũng không nên. Tại vì ngoài cái việc dị ứng ra và cái việc không hợp mùi ra thì mình nghĩ rằng là nó còn ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm cái đồ ăn ở bên quán của các bạn. Và đó là cái quan điểm của mình về cái vấn đề xịt nước hoa lên khăn lạnh ở trong cái video trên kênh YouTube của anh Thái Công hay là ở ngoài đời thường. Quan trọng là cái phong cách và cái mục tiêu khách hàng mà bạn hướng tới thôi. Nếu như họ hiểu biết thì không sao, nhưng mà thực sự là số đông, mình thấy rằng số đông người Việt Nam vẫn chưa có những cái kiến thức rõ ràng về cái vấn đề nước hoa và về cái vấn đề sử dụng những cái vật phẩm như vậy. Nên là mình nghĩ rằng là chúng ta nên cân nhắc thật kỹ và tìm hiểu thật kỹ. Thì mình mong là đây là một cái video có thể chia sẻ, mình nói lên được cái quan điểm cá nhân của mình, và cũng muốn chia sẻ cho các bạn có thêm một cái góc nhìn để các bạn có thể tham khảo. Và nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.